Hôm ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thời ông Nô-ê thế nào thì ngày Con Người quang lâm cũng sẽ như vậy. Trong những ngày trước nạn hồng thủy, thiên hạ vẫn ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Nô-ê vào tàu. Họ không hay biết gì cho đến khi nạn hồng thủy ập tới cuốn đi hết thảy. Ngày Con Người quang lâm cũng sẽ như vậy. Bấy giờ hai người đàn ông đang làm ruộng thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại. Hai người đàn bà đang kéo cối xay thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại. Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến. Anh em hãy biết điều này, nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông phải canh thức, không để nó khoét vách nhà mình đâu. Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ thì Con Người sẽ đến. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý cha, quý ông bà và anh chị em, như cha bề trên đã giới thiệu ngay từ đầu lễ, con là một tân linh mục, chịu chức hơn 5 tháng. Rất bất ngờ vì được cha bề trên mời con chia sẻ cho anh chị em trong những ngày tĩnh tâm mùa vọng của giáo xứ Thái Hà này. Vì là tấm chiếu mới trải, cho nên nếu có đụng chạm hay có làm anh chị em mệt mỏi, buồn ngủ, thì xin quý bà anh chị em cũng bỏ qua cho con. Và chủ đề của 3 ngày tĩnh tâm chúng ta, mùa vọng năm 2023, đó là vui mừng và hy vọng. Ngày đầu tiên, chúng ta cùng chia sẻ với nhau đề tài tỉnh thức trong hy vọng. Chúng ta đang sống trong mùa vọng. Mùa vọng là mùa của sự đợi chờ. Mùa vọng là mùa của hy vọng. Hồi nhỏ, các cha hỏi các em thiếu nhi, mùa vọng là mùa gì? Con nghĩ ngay đến mùa vọng là mùa của hy vọng, mùa của sự chờ đợi. Và với tâm thức, với sự hiểu biết nhỏ bé của mình, con nghĩ rằng chúng ta hy vọng, chúng ta chờ đợi ngày sinh nhật của Chúa, đó là ngày Giáng sinh, ngày Noel. Khi mà các bé thiếu nhi được bố mẹ mua cho những chiếc áo mới thật là đẹp để đi nhà thờ diện với chúng bạn, với mọi người. Đó là một ngày vui khi mà khắp nơi nơi đều dâng lên những cây thông, những hang đá, những ngọn đèn lấp lánh tỏa sáng. Lớn lên thì con mới hiểu biết hơn. Mùa vọng là mùa của hy vọng, là mùa của chờ đợi. Không chỉ mừng ngày Chúa Giáng sinh, nhưng mà còn mừng là ngày sẵn sàng chuẩn bị tâm hồn để đón Chúa đến trong cuộc đời của mình. Ngày mà mình được Chúa gọi ra khỏi cuộc đời này. Có một điều chắc chắn mà con nói chuyện với những anh chị em Phật giáo hay những anh chị em cao đài, chúng ta chẳng biết là chúng ta có được lên thiên đàng hay không? Chúng ta không biết là có niết bàn hay không? Chúng ta chưa kinh nghiệm về điều đó. Nhưng mà chắc chắn một điều, và tất cả mọi người đều đồng ý với con, đó là tất cả chúng ta sẽ chết. Không ai là không chết hết. Tất cả chúng ta sẽ
đụng tới cái điểm đến cuối cùng của cuộc đời chúng ta, đó là sự chết. Và Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy tỉnh thức, hãy sẵn sàng luôn luôn, bởi vì chúng ta không biết ngày nào Chúa sẽ đến gọi chúng ta ra khỏi cuộc đời này. Và sự chết dạy cho chúng ta nhiều điều lắm, thưa anh chị em. Sự chết cho chúng ta biết rằng chúng ta là những con người tội lỗi. Chết là hậu quả của tội lỗi. Khi mà Adam Eva đã chấp nhận dấn mình vào trong việc chống lại ý định của Thiên Chúa, thì đồng một trật, ông bà cũng biết rằng mình sẽ chết, sẽ không đạt đến, sẽ không được ăn trái của cây sự sống. Chết là hậu quả của tội lỗi. Và khi chúng ta kinh nghiệm về sự chết, chúng ta biết rằng chúng ta là những người tội lỗi. Và hậu quả của tội lỗi mang đến cho cuộc sống của chúng ta, đó là sự chết chóc. Sự chết còn dạy cho chúng ta biết rằng cuộc đời của chúng ta thật ngắn ngủi, thưa anh chị em. Những đam mê, những danh vọng, những hoài bão, cũng có thể là những ước mộng bá vương, bá chủ thế giới này, rồi tất cả sẽ chấm dứt, tất cả sẽ trở nên vô nghĩa. Những điều mà hôm nay chúng ta xây dựng, những điều mà hôm nay chúng ta mua sắm cho mình đó, rồi sẽ đi về đâu? Có một anh đến tâm sự với con rằng: thưa cha, con có một cái tật là thích lăng nhăng cha ạ. Thích lăng nhăng hết cô này đến cô khác. Nhưng mà con cũng có một cái tánh rất là kỳ, thưa cha, là con hay ghen vợ của con. Mình thì thích lăng nhăng, nhưng mà không cho vợ của mình nói chuyện với bất cứ một cái anh thanh niên, anh đàn ông nào. Gia đình con bây giờ đứng trước bờ vực tan vỡ. Bây giờ con phải làm sao cha? Phải làm sao anh chị em? Đấm cho nó mấy cái cho nó tỉnh nè. Bây giờ anh hãy ra ngồi ở nghĩa địa đấy. Anh ngồi trước một ngôi mộ, anh nhìn vào cái hình ở trên cái bia mộ đó. Cái hình đó sẽ là hình của anh á. Bất cứ khi nào mà anh cảm thấy cái đam mê của sắc dục trỗi dậy trong con người của anh, bất cứ khi nào mà cái máu ghen của anh nó bừng bừng lên, anh muốn đánh đập vợ con của anh, anh hãy bỏ đó. Anh đi ra mộ, anh ngồi đó. Anh nhìn vào cái hình đó và anh hãy nghĩ rằng cái hình của anh gắn với cái hình của cái mộ đó. Anh còn muốn lăng nhăng không? Anh còn muốn đánh đập vợ con của anh không? Hay là anh về nắm lấy bàn tay của vợ anh? Hay là anh nói những lời yêu thương, trân trọng người vợ đã tạo thần vất vả vì chồng, vì con suốt nhiều năm nay mà không được một lời ngọt ngào từ nơi anh? Hay là anh sẽ về ôm lấy những đứa con thơ của anh? Nó chẳng biết gì hết. Nó cũng chẳng hiểu tại sao bố nó lại đánh nó. Tại sao bố nó lại cọc cằn với nó? Nếu hôm nay Chúa gọi anh ra khỏi cuộc đời này, nếu bây giờ Chúa gọi anh tức khắc ra khỏi cuộc đời này, anh còn muốn lăng nhăng nữa không?
Tất cả chúng ta, thưa anh chị em, bất cứ khi nào mà chúng ta cảm thấy sự giữ nó hoàn hành trong cuộc đời của chúng ta, bất cứ khi nào mà những đam mê xấu, những đam mê tội lỗi kéo chúng ta xuống, chúng ta hãy nhớ một điều rằng, nếu hôm nay Chúa gọi tôi ra khỏi cuộc đời này, tôi sẽ làm gì đây? Sự chết còn dạy cho chúng ta hãy biết trân trọng sự sống từng giây phút của hiện tại. Tỉnh thức không gì khác hơn, thưa anh chị em, đó là sống cái giây phút hiện tại, sống cái ngày hôm nay trong tất cả cái vẻ đẹp, trong tất cả cái sự biết ơn của cuộc đời chúng ta. Mẹ Teresa hỏi các tập sinh và các tu sĩ của mẹ rằng, ngày nào là ngày đẹp nhất cuộc đời của các con? Có một sơ thì trả lời rằng, ngày đẹp nhất cuộc đời của con đó là ngày con được sinh ra đời. Một sơ khác thì nói rằng, ngày đẹp nhất của con đó là ngày con được khấn dòng. Mẹ Teresa trả lời với các tập sinh, với các tu sĩ chị em của mình rằng, ngày đẹp nhất cuộc đời của con đó là ngày hôm nay. Ngày hôm nay con còn được sống ở đây. Ngày hôm nay con còn được ở trong ngôi đền thánh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp này. Ngày hôm nay con còn được ở đây quy tụ trước mặt Chúa và bên nhau để cùng hồi tâm, để cùng tỉnh tâm, để cùng dọn mình đón chờ Chúa đến. Đó là ngày đẹp nhất. Có biết bao nhiêu người họ muốn ở đây với anh chị em mà đâu có được. Có biết bao nhiêu con người ngày hôm nay họ muốn hiện diện ở đây để lắng nghe lời Chúa, để gặp gỡ từng người trong anh chị em của mình mà không được, thưa anh chị em. Sống tỉnh thức là sống từng giây phút hiện tại, trong tất cả cái sự ý thức của chúng ta, trong tất cả cái niềm tin và sự biết ơn của chúng ta đối với ân huệ mà Thiên Chúa đã dành cho mỗi người chúng ta trong cuộc sống này. Nhiều khi mình quên, anh chị em, nhiều khi mình quên tất cả những điều mà Chúa ban cho chúng ta. Có lẽ chúng ta không thấy, có lẽ chúng ta không ý thức, có lẽ chúng ta nghĩ rằng đó là điều đương nhiên. Ví dụ như không khí chúng ta thở, mà đến một lúc nào đó chúng ta giật mình nhận ra rằng chúng ta đã đón nhận rất nhiều ân huệ của Thiên Chúa mà chúng ta không ý thức. Chúng ta nhớ đến cái thời đại dịch, anh chị em thấy người ta chết vì cái gì? Đói đúng không? Không có thuốc đúng không? Không có người chăm sóc phải không? Không phải. Người ta thiếu không khí thôi anh chị em. Thở không được thì chết. Có được nhà dòng sai vào trong bệnh viện dã chiến. Các bệnh nhân bị nặng, mỗi người phải ôm một cái bình oxy chừng này. Nằm cũng ôm cái bình oxy, ngồi cũng ôm cái bình oxy, đi tắm cũng ôm cái bình oxy, đi vệ sinh cũng ôm cái bình oxy. Không rời được cái bình oxy. Nếu rời một, hai phút là ngõm củ tỏi liền. Và có những anh chị em là nhân viên y tế mà họ bị nhiễm bệnh. Kiến thức chuyên môn của họ thì hơn hẳn anh chị em chúng ta, hơn hẳn các tu sĩ tình nguyện. Nhưng mà khi họ thiếu oxy rồi, họ đứng lên không được luôn. Quờ quạng giống như là một người chết đuối vậy. Quờ quào như thế này, không thể đứng lên được. Thiếu oxy. Khi mà chúng ta chạm đến sự chết, chúng ta thấy rằng có những món quà mà Chúa ban tặng cho chúng ta mà nhiều khi mình không có ý thức.
cái bà vợ của mình bà hay cằn nhằn mình một chút xíu. Nhưng mà tạ ơn Chúa, bà còn ngồi đây để bà cằn nhằn mình, còn được ngắm cái khuôn mặt đáng ghét của bà. Mà đi đâu mình xa một chút mình lại nhớ. Cảm ơn Chúa vì cái ông chồng của mình, ông hôi hám gần chết, không chịu tắm. Nhưng mà đi đâu nhớ anh chị em, nhớ các bà ở đây mong về ở với cái ông chồng của mình. Khó chịu lắm, nhưng mà đi xa vẫn nhớ. Chúng ta trân trọng, chúng ta nhận ra tất cả đều thật sự là những quý giá, những món quà quý giá mà Chúa ban tặng cho chúng ta. Sự chết còn nhắc cho chúng ta nhớ, chúng ta được tham dự vào trong mầu nhiệm Đức Giêsu Kitô đã chịu chết và phục sinh. Sự chết không còn là một sự tuyệt vọng nữa. Sự chết không còn là một cái bóng đêm mà chúng ta không còn nhìn thấy gì phía sau nó. Ánh sáng phục sinh của Chúa Giêsu Kitô đã rọi chiếu vào trong bóng đêm của sự chết, để chúng ta thấy rằng sự chết làm cho chúng ta được trở nên đồng hình, đồng dạng với Chúa Giêsu đã chết và phục sinh, với hy vọng được sống lại, được chia sẻ sự sống vĩnh cửu với Ngài. Cho nên tỉnh thức là tham dự vào, là chờ đợi vào, là hy vọng được sống, được chia sẻ sự sống vĩnh cửu với Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng ta. Đức Giáo hoàng Benedicto, Ngài viết thông điệp thứ hai của Ngài, đó là chúng ta được cứu rỗi trong hy vọng. Cái sự sống đời đời này đã ùa tràn vào trong thế giới này nơi Đức Giêsu Kitô. Và bất cứ ai được dìm vào trong bí tích thanh tẩy là được chia sẻ sự sống đời đời của Chúa Giêsu Kitô ngay từ hôm nay. Cái sự sống đó đã bắt đầu từ hôm nay rồi. Cái hy vọng ấy đã được bừng sáng lên trong thế giới ngày hôm nay rồi. Chúng ta có muốn tham dự vào trong sự sống của Thiên Chúa hay không? Chúng ta có can đảm để cùng với Chúa Giêsu bước vào trong cái chết hay không? Và mỗi ngày chúng ta hãy tập chết. Tập chết. Các thánh giáo phụ hồi xưa, nhất là những vị thánh tu rừng đó anh chị em, và các đan sĩ, và nối tiếp cái truyền thống của đời sống đan tu đó, Thánh Alphonso đã dạy các tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế rằng mỗi ngày khi con bước vào giường ngủ, con hãy ý thức mình đang bước vào nấm mồ. Hãy học cái kinh nghiệm về sự chết trong giấc ngủ của mình. Cho nên trước khi đi ngủ, chúng ta hãy xét mình. Hãy tạ ơn Chúa về những điều Chúa đã ban tặng cho chúng ta trong ngày hôm nay. Chúng ta cũng hãy xin lỗi Chúa. Xin Chúa ban ơn tha thứ cho chúng ta nếu trong ngày hôm nay chúng ta có những điều gì làm buồn lòng Chúa, làm buồn lòng anh chị em. Chúng ta hãy thu xếp lại. Chúng ta hãy để cho Chúa xoa dịu những vết thương của tội lỗi, những tổn thương của quá khứ. Tập chết đi mỗi ngày. Tập chết đi mỗi ngày còn bằng cách sống hy sinh vì người khác. Tập quên mình đi để cho tình yêu ngày càng triển nở trong gia đình của mình, trong giáo xứ của mình, trong lối xóm của mình. Con thấy mấy tháng nay, mấy tuần nay, anh chị em vất vả trang trí rồi làm đẹp nhà Chúa. Vất vả hy sinh mà thấy anh chị em nào cũng vui hết. Anh chị em nào cũng vui vẻ làm việc nhà Chúa. Bởi vì chúng ta biết rằng
chúng ta đang chết đi, chúng ta đang hy sinh mỗi ngày để cho tình yêu của Chúa chiếm hữu cuộc đời của chúng ta, để cho tình yêu của Thiên Chúa, sự sống của Thiên Chúa ùa tràn vào trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta hy sinh những niềm vui nho nhỏ của mình để xây dựng giáo xứ, để làm đẹp nhà của Chúa. Và chúng ta biết rằng mỗi cái hy sinh nhỏ bé trong cuộc sống của chúng ta là chúng ta đang góp những viên gạch để xây dựng cái hạnh phúc nước trời mai sau của mình. Tất cả những đau khổ của anh chị em, mồ hôi nước mắt của anh chị em ngày hôm nay đều có giá trị cứu độ, đều có ý nghĩa ở trong Thiên Chúa, trong sự sống vĩnh cửu đời sau. Có một bà trong giờ hấp hối của mình, bà nói với vị linh mục sức giàu rằng: "Cha ơi, chắc là Chúa sẽ không ban nước trời cho con đâu cha. Bởi vì suốt cuộc đời của con chẳng có đóng góp gì cho nhà thờ. Con chẳng có đóng góp gì cho xã hội. Bởi vì con quá nghèo thưa cha. Một mình con phải bươn chải để nuôi gia đình, nuôi chồng, nuôi con. Con không có tiền để đóng góp vào xây dựng nhà thờ. Con không có tiền để giúp người nghèo. Chắc Chúa chẳng ban cho con nước trời đâu." Vị linh mục mới nắm lấy bàn tay gầy guộc và sơ cứng của bà. Và trên tay của bà là một chàng chuỗi mân côi đã cũ sờn rồi thưa anh chị em. Nó cũng xấu xí như nước da của bà. Vị linh mục nói với bà rằng: "Khi bà đến với tòa phán xét của Chúa, bà hãy đưa cái đôi bàn tay gầy guộc và chai cứng của mình cho Chúa. Bà hãy đưa cái chàng chuỗi mân côi cũ sờn này đặt vào bàn tay của Chúa. Và bà hãy nói với Chúa rằng: Lạy Chúa, đây là đôi bàn tay suốt cuộc đời con đã hy sinh cho chồng, cho con. Lạy Chúa, đây là cổ tràng hạt mà suốt cuộc đời con đã trung thành cầu nguyện với mẹ của Chúa. Xin Chúa hãy đón nhận con theo lòng thương xót của Chúa. Và chắc chắn Chúa sẽ đón nhận bà vào hưởng hạnh phúc vĩnh cửu với Chúa." Và bà đã mỉm cười và chút hơi thở cuối cùng trong bàn tay của vị linh mục ấy. Thưa anh chị em, tỉnh thức trong hy vọng đó là sống kinh nghiệm về sự chết ngay từ hôm nay. Chúng ta mỗi ngày hãy biết chết đi cho con người cũ của mình. Một con người đầy những đam mê tội lỗi, một con người bị tội lỗi kìm tỏa và làm cho chúng ta trở nên nô lệ. Chúng ta hãy gột bỏ cái con người cũ này để mặc lấy con người mới theo hình ảnh của Đức Giêsu Kitô, đấng đã chết và phục sinh, đấng đã mang ơn cứu độ và sự sống đời đời này vào trong thế giới này. Và chúng ta hãy nhớ đến ngày mà chúng ta sẽ được Chúa gọi ra khỏi cuộc đời này. Chúng ta hãy chuẩn bị cho ngày ấy bằng tất cả tình yêu thương. Chúng ta hãy chuẩn bị trong ngày ấy bằng sự sẵn sàng đạp lên những yếu đuối tội lỗi của mình và đứng thẳng ngẩng đầu lên, vì chúng ta biết chắc rằng Chúa Giêsu đến đây để cứu độ chúng ta. Chúa Giêsu đến đây để đón chúng ta vào trong hạnh phúc, vào trong quê trời, nơi đó có cha của chúng ta, nơi đó có các thánh là những anh chị em của chúng ta đang chờ đợi chúng ta và sẽ cùng với chúng ta chia sẻ niềm vui và hạnh phúc vĩnh cửu. Amen.